Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đã có cuộc họp báo đặc biệt tại Tòa Bạch Ốc. Và cuộc họp báo này nói về vấn đề Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ nào. Đây là một cái tuyên bố và làm cho chúng ta có vẻ lo lắng. Kính thưa quý vị, thì giờ đây có một bản tin liên quan đến 5 điều cần biết khi mà Mỹ cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine bất kỳ lúc nào. Đầu tiên, điều mà cho chúng ta thấy đó chính là người Mỹ được kêu gọi là phải rời đi ngay lập tức. Thì Tổng thống Biden tuần này đã kêu gọi người Mỹ phải rời khỏi Ukraine ngay lập tức, đồng thời cảnh báo rằng nguy cơ bạo lực có thể bùng phát. Và điều mà ông Sullivan đưa ra vào ngày thứ Sáu, thì ông Sullivan nói rủi ro đã đủ cao và mối đe dọa hiện tại đủ để ngay lập tức đưa ra một cái yêu cầu thận trọng là nếu bạn ở lại thì bạn đang chấp nhận một sự rủi ro mà không có gì có thể bảo đảm là sẽ có bất cứ một cơ hội nào khác để rời đi. Đó, ngay cả ông Sullivan cũng đã nói như vậy. Và tiếp đến nữa, điều thứ hai cho gọi là để cho chúng ta có thêm một cái giống như một cái evidence, một cái bằng chứng nữa cho thấy là có thể có một khả năng một cuộc chiến tranh có thể xảy ra, đó là nó có thể xảy ra cuộc xâm lược trước khi kết thúc Thế vận hội. Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện sự gọi là đồng nhất và gọi là bắt tay cùng với Trung Cộng là khi mà đã gặp ông Tập Cận Bình trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở tại Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 2 để làm dấy lên khả năng tiềm tàng là nhà lãnh đạo của Nga sẽ không tìm cách khuất phục người bạn tốt của mình mà thực hiện một cuộc xâm lược trong bối cảnh hai tuần thi đấu thể thao. Nhưng các quan chức của Mỹ cũng đánh giá những cái đó là vô căn cứ. Theo ông Blinken cũng như ông Sullivan đặc biệt đưa ra cảnh báo rằng Thế vận hội không ảnh hưởng gì đến việc ra quyết định của ông Putin. Tuy nhiên, chúng ta thấy là Putin có hậu thuẫn khi mà đã gặp Tập Cận Bình. Tiếp đến nữa, đó chính là Hoa Kỳ đã không rõ liệu ông Putin có xâm lược hay không. Cái này là cái mà mình đắn đo. Thực sự là đưa bàn dàn binh bố trận thì có, đưa quân lính tới thì có, nhưng mà vẫn không biết chắc chắn liệu chúng ta có làm hay không. Và nếu tấn công thì tấn công Kiev là một cái khả năng rất là khác biệt. Trong khi ông Sullivan cho biết tình báo của Mỹ không thể dự đoán chắc chắn những gì Nga sẽ làm, nhưng ông cảnh báo rằng Nga nhắm mục tiêu là thủ đô Kiev của Ukraine. Và tiếp đến nữa là Tổng thống Biden vẫn đang tiếp tục phối hợp với lại các đồng minh và đang sẵn sàng đưa quân giống như đến Vương quốc Anh, Ba Lan, Ý và Romania để mà sẵn sàng, kính thưa quý vị. Và đó là 5 điều cho chúng ta thấy được rằng là có thể là có một cái trận chiến đang sẵn sàng và nó chỉ cần có một cái sự châm ngòi thôi, thưa quý vị.